Chào mừng các bạn đến với video này. Tôi là Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer thuộc Hiệp hội AB NLP Hoa Kỳ. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn 4 câu hỏi quyền năng để giúp các bạn tỉnh thức, tập trung vào cái mục tiêu của cuộc đời mình. Trước hết đi vào nội dung chính là 4 câu hỏi quyền năng để giúp các bạn tỉnh thức, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Vậy tỉnh thức là gì? Tỉnh thức ở đây thì tôi phân loại ra có 2 loại tỉnh thức. Một loại là tỉnh thức trong sự sáng suốt, và một loại tỉnh thức trong mê mờ. Tỉnh thức trong sáng suốt nghĩa là công việc hàng ngày cứ đang cuốn đi và đôi khi bạn bị chìm đắm vào những công việc nào đó mà nó không có nhiều giá trị. Hoặc là bạn đang chìm đắm vào một cái cuộc chơi nào đó, rồi bỗng nhiên bạn giật mình nhớ ra một cái việc mà bạn phải cần hoàn thành. Thì đấy là phút giây tỉnh thức trong sáng suốt. Bởi vì cái việc mà bạn giật mình mà tỉnh giác ra thì đấy là cái việc quan trọng đối với gia đình bạn, đối với công việc của bạn, đối với sự nghiệp của bạn. Có một loại tỉnh thức trong mê mờ nữa là giả sử rằng bạn đang làm một cái công việc gì đó để phục sự cho cái sự nghiệp lâu dài của bạn. Thế rồi thì bạn chợt sự tỉnh rằng ồ, sắp đến giờ mình đi uống bia rồi, sắp đến giờ mình đi nhậu rồi. Vậy thì từ lúc đó thì cái đầu óc của bạn, tâm trí của bạn bắt đầu nó chú ý vào cái việc là một lát nữa sẽ gặp ai đây, mình sẽ nhậu món gì đây và mình sẽ nói chuyện gì đây. Vậy thì cái tỉnh thức đó là cái tỉnh thức trong mê mờ, bởi vì cái cuộc nhậu đó, cái cuộc ăn chơi đó nó đã xen vào cái việc mà bạn đang cần chú tâm để hoàn thành một cách xuất sắc. Thì tôi chia sẻ ra 2 loại là tỉnh thức trong sự sáng suốt, là mình biết tập trung vào cái điều gì có giá trị trong cuộc sống này để thay đổi chất lượng cuộc sống của mình. Và tỉnh thức trong mê mờ là chúng ta đang làm rồi chúng ta tỉnh thức để giật mình vào những cái chuyện ham chơi và những cái chuyện mà nó chiếm mất thời gian một cách vô bổ trong cuộc đời mình. Và bây giờ chúng ta đi vào phần chính là 4 câu hỏi quyền năng để giúp chúng ta tỉnh thức trong cuộc đời này. Để câu hỏi này có thể đi vào tâm trí bạn, có thể gây ra một tác động mạnh mẽ cho cuộc đời bạn, thì tôi muốn các bạn là hãy chuẩn bị một tờ giấy A4 như thế này và chuẩn bị một cái bút để bạn tìm một nơi thật sự im lặng và để bạn bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến công việc của mình, nghĩ đến cuộc đời của mình. Bạn có đồng ý với tôi rằng 6 tháng qua? Bạn có đồng ý với tôi rằng 12 tháng qua? Hay là đã nhiều một năm qua rồi? Nó không phải là một thời gian, quãng thời gian lý tưởng đối với bạn, bởi vì bạn cảm thấy như những cái mong muốn của mình nó không được thực hiện. Vậy thì bạn có muốn 12 tháng tới, bạn có muốn 1 năm tới, 3 năm tới, và bạn có muốn từ nay trở đi cuộc đời của bạn là những trang đầy hứng khởi với bạn không? Là những kết quả đạt được như bạn mong muốn không? Vậy 4 câu hỏi sau đây sẽ giúp các bạn tìm lại những giá trị của chính mình, giúp các bạn đánh thức được người khổng lồ bên trong mình, để giật mình ra khỏi cái tỉnh thức trong mê mờ rằng bạn cứ làm đi làm lại, lặp đi lặp lại mỗi cái việc là sáng đi làm, chiều về tối xem tivi ngủ, xong lại sáng đi làm, chiều về tối xem tivi ngủ, xong lại sáng đi làm, chiều về tối xem tivi và ngủ. Và cuộc sống của bạn cứ trôi đi một cách hời hợt như vậy, trôi đi một cách mờ nhạt như vậy, và bạn sống mỗi ngày cảm thấy uể oải, thấy nhạt nhẽo, thấy chán nản, thấy ức chế. Vậy thì sau khi bạn đã kiếm được tờ giấy A4 này thì bạn bắt đầu phân ra làm 4 cái cột. Tip của bạn, bạn sẽ ghi ra là 4 câu hỏi giúp mình tỉnh thức. Ở đây thì tôi sẽ trên video này thì chia làm 4 cột. Và sau đó thì câu số 1 là gì? Điều gì xảy ra khi ta có nó? Nghĩa là câu này là thế này. Khi các bạn đang làm một công việc cụ thể nào đó, các bạn bắt đầu hỏi mình xem tương lai của bạn, điều gì sẽ xảy ra khi bạn đang tiếp tục duy trì cái công việc này? Bạn sẽ có gì? Bạn sẽ trở thành cái gì? Bố mẹ bạn, những người thân yêu trong gia đình bạn sẽ có được cái điều gì khi bạn làm cái điều này? Cuộc sống, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ đạt được điều gì khi bạn làm cái việc này? Con cái bạn sẽ đạt được cái điều gì khi bạn làm công việc này? Bạn bè của bạn sẽ nhìn bạn như thế nào khi bạn làm cái công việc này? Giá trị con người bạn sẽ trở thành điều gì khi bạn làm cái công việc này? Bạn trả lời hết ra đi. Nếu mà cái công việc nó đang gây cho bạn tất cả những cái bất bình, stress thì bạn cũng ghi ra đây. Điều gì xảy ra khi ta có nó, nghĩa là gì? Công việc này sẽ tiếp tục gây cho chúng ta sự nhàm chán, ta không có tiền để báo hiếu chăm sóc bố mẹ. Công việc này sẽ tiếp tục gì? Khiến gia đình ta trầm uất, khiến gia đình lâm vào cảnh eo hẹp về tài chính, túng thiếu về tài chính. Công việc này sẽ khiến cho chúng ta thì không có tiền để cho con vào học trường tốt nhất, có môi trường phát triển tốt nhất. Công việc này sẽ khiến mình bí bó, mình cảm thấy ức chế, mình cảm thấy mệt mỏi trong làm việc. Mình cảm thấy không thể nào phát huy được cái năng lực, cái sở trường của mình.
đến già đến năm 60 tuổi mình về hưu, mình hết sức lao động rồi, sao mình sẽ tiếp tục phải đi làm cái công việc gì khác nữa để nuôi mình. Đấy, điều gì xảy ra khi ta có nó? Vậy đối với những bạn mà đang ấp ủ một giấc mơ, đang ấp ủ một cái công việc mà nó mang tính khả thi chứ, vậy thì các bạn cũng viết cái điều này ra. Điều gì xảy ra khi ta có nó? Nghĩa là điều gì sẽ xảy ra nếu bạn dám thay đổi để bạn bắt tay vào một cái công việc mà đã có người chứng minh cho bạn rằng công việc này hoàn toàn bạn có thể đạt được cái điều mà bạn mơ ước, thì bạn cũng ghi ra. Khi bạn đạt được cái kết quả đó rồi thì bố mẹ bạn sẽ bớt lo lắng về bạn ra sao? Mọi người sẽ nhìn bạn ngưỡng mộ thế nào? Bạn sẽ có được nhà, được xe, con cái bạn sẽ được hưởng một cái môi trường phát triển tốt nhất. Giá trị của bạn sẽ gia tăng như thế nào? Bạn sẽ giúp được người khác như thế nào? Bạn sẽ thực hiện được ước mơ của bạn như thế nào? Và mỗi một cái phần trả lời này, đâu đó nó sẽ khoảng 8 cho đến 12 cái câu trả lời là đẹp, là phù hợp. Bạn viết ra những cái thứ mà nó liên quan thiết thân, liên quan trực tiếp đến cái chất lượng sống của cuộc đời bạn, chất lượng sống của những người thân yêu xung quanh bạn. Đây, câu số 2. Điều gì không xảy ra khi ta có nó? Trước hết tôi muốn nói với những người bạn mà đang làm cái công việc hiện tại với mức thu nhập nó rất là hạn chế, rất là eo hẹp, và khiến công việc đó khiến họ chán nản mệt mỏi. Vậy thì các bạn sẽ trả lời mục này là gì? Điều gì không xảy ra khi ta có nó? Nghĩa là nếu bạn vẫn làm cái công việc gây cho bạn chán nản này, thì cái câu trả lời ở đây là gì? Tinh thần thoải mái của chúng ta sẽ không được xảy ra. Con của chúng ta sẽ không có điều kiện để phát triển tốt nhất. Chúng ta sẽ không có cái nhà mơ ước. Chúng ta sẽ không có cái cuộc sống như mơ ước. Chúng ta sẽ không có tiền để có thể chăm sóc báo hiếu được bố mẹ. Bạn bè của chúng ta sẽ không nhìn ta ngưỡng mộ, vẫn coi thường chúng ta. Tất cả những cái điều gì mà thuộc về mong ước cuộc sống này, nó sẽ không xảy ra nếu bạn tiếp tục duy trì cái công việc đó. Đối với những người đang ấp ủ một ước mơ, đang ấp ủ một cái công việc mà nó có thể mang lại cho các bạn một cái kết quả như mong muốn, thì bạn cũng trả lời câu hỏi gì? Điều gì không xảy ra khi ta có nó? Nghĩa là gì? Điều gì không xảy ra nếu các bạn dám thay đổi và thành công? Điều không xảy ra thế này: tôi không phải đi thuê nhà nữa. Bố mẹ tôi không còn lo lắng về tôi nữa. Bạn bè tôi sẽ không nhìn tôi với ánh mắt khinh thường như vậy nữa. Con cái tôi sẽ không phải học những cái trường chất lượng kém nữa. Gia đình tôi sẽ không còn cái mâu thuẫn về tài chính nữa. Rồi là con cái tôi không cần phải thèm muốn những cái thứ mà những người bạn chúng có được nữa. Tôi sẽ không còn phải chắt bóp hay phải còn cân đong đo đếm trong cái việc để chi tiêu tài chính nữa. Đấy, đối với những bạn mà đang muốn nắm bắt một cái cơ hội mà thay đổi cái cơ hội thay đổi cuộc đời mình, thì câu trả lời là như vậy. Câu thứ 3: điều gì xảy ra khi ta không có nó? Đối với những bạn đang làm hưởng lương ổn định, thì cái câu trả lời của các bạn là: điều gì sẽ xảy ra khi bạn không làm cái việc mà nó nhàm chán này nữa? Khi bạn không làm cái việc mà nó cho bạn cái thu nhập rất eo hẹp này nữa, điều gì sẽ xảy ra khi bạn không làm nữa? Bạn sẽ tìm một việc mới. Bạn sẽ bắt đầu phải ra ngoài để tìm một cái cơ hội mới. Bạn sẽ bắt đầu phải học cái kỹ năng mới, và bạn tạo dựng cái kết quả mới. Bạn sẽ có thể phải vất vả hơn, nhưng mà nhờ đó bạn cũng sẽ kiến tạo ra mức thu nhập tốt hơn, chất lượng con người tốt hơn, mọi thứ bắt đầu thay đổi xung quanh bạn theo cái chiều hướng tích cực nha bạn. Bởi vốn dĩ bạn làm cái việc duy trì cuộc sống hiện tại nó đã gây cho bạn mệt mỏi, gây cho bạn eo hẹp về tài chính rồi, thì nếu như bạn thay đổi bên này thì cơ hội đó bạn phải tìm hiểu thật kỹ, và bạn phải tìm đến những cái kiến thức đúng, trao cho bạn những cái công cụ đúng để bạn có thể đo lường được nếu như bạn bắt đầu thay đổi thì sẽ giúp cuộc đời bạn thay đổi. Vậy cái câu trả lời đối với những người mà đang làm cái công việc mà eo hẹp, mà khiến mình chán nản, khiến mình bế tắc, khiến mình stress mỗi ngày ạ, thì các bạn sẽ trả lời: điều gì xảy ra khi ta không có nó, tức là ta không làm cái công việc hiện tại gây cho ta chán nản nữa, thì điều gì sẽ xảy ra? Còn đối với những người dấn thân vào một cái sự nghiệp bắt đầu thay đổi để kiến tạo cuộc đời mới, thì các bạn sẽ ghi bên này trả lời câu hỏi là gì? Điều gì xảy ra khi ta không có nó? Nghĩa là đối với những người định ấp ủ định làm ấy, nhưng mà không làm ấy, thì điều gì sẽ xảy ra khi các bạn không làm? Nghĩa là gì? Mình vẫn thế, bố mẹ vẫn lo lắng về mình, bố mẹ vẫn mất tin tưởng về mình, bạn bè mình vẫn nhìn mình là một người vớ vẩn, rồi là con cái mình vẫn phải học cái trường thấp kém như vậy đấy. Và câu thứ 4: điều gì không xảy ra khi ta không có nó? Câu này một câu hack não rất là mạnh, có vẻ như nó trùng lặp với các câu hỏi trước. Nếu bạn sẽ tập trung và nghĩ: điều gì không xảy ra nếu ta không có nó? Vậy thì câu trả lời ở đây đối với những người đang làm những cái công việc mà nó gây cho mình chán nản, cái thu nhập ở mức thấp ấy, thì gì? Điều gì không xảy ra khi ta không có nó? Tức là những điều gì không xảy ra khi bạn không làm cái công việc đó? Nào các bạn hack não đấy, cứ hỏi mình đi. Thế còn đối với những người mà đang dấn thân vào một công việc mới để thay đổi cuộc đời mình, điều gì sẽ không xảy ra
nếu ta không có nó? Thì câu trả lời đây có vẻ dễ dàng hơn này. Điều gì sẽ không xảy ra, tức là kịch bản trong tương lai, cái gì nó sẽ không xảy ra nếu bạn như không hành động? Thì ở cái mục 4 này, nghĩa là mọi chuyện sẽ vẫn thế. Cuộc sống hiện tại của bạn sẽ vẫn thế. Mọi thứ mê mờ của bạn sẽ vẫn thế. Tất cả những người thân yêu xung quanh của bạn sẽ không được hưởng cái điều gì cả. Bạn sẽ vẫn trở thành một con người nó tầm thường như thế. Bố mẹ bạn vẫn lo lắng vì bạn như vậy. Những mâu thuẫn trong gia đình bạn vẫn xảy ra như vậy. Con cái bạn vẫn đang học những trường thấp kém như vậy. Và bạn bắt đầu tạo ra một cái thế hệ tiếp theo cũng vẫn tầm thường như vậy. Và lại bắt đầu lại stress, bắt đầu lại bế tắc, lại mâu thuẫn, lại đau khổ, lại buồn chán, lại thất vọng. Vậy tôi mong muốn các bạn hãy lấy tờ giấy A4, ngồi một chỗ thật tĩnh lặng và nghiêm túc nghĩ về cái công việc mà các bạn đang làm. Các bạn nghiêm túc nghĩ về cái việc mà các bạn định thay đổi mình, để định làm một cái công việc mà ai đó là đã là người thành công rồi giới thiệu cho bạn cái cơ hội đó mà bạn vẫn còn chần chừ, bạn chưa dám. Thì bạn hãy liệt kê ra đây, nếu bạn dám làm thì điều gì sẽ xảy ra, nếu bạn dám làm thì điều gì nó không còn xảy ra trong cuộc sống bạn nữa, và nếu bạn không làm thì điều gì nó sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Vậy mục đích của việc trả lời 4 câu hỏi này một cách nghiêm túc là gì? Là để cho các bạn biết rằng cái bức tranh trong tương lai, nếu bạn tiếp tục duy trì cái việc cũ thì bạn sẽ tiếp tục tạo ra cái kết quả cũ. Mà cái kết quả đấy là cái kết quả các bạn đang cảm thấy rất thất vọng, đang rất stress, thấy ức chế, thấy buồn chán, thấy mâu thuẫn. Và nếu bạn tiếp tục bạn hành động thì cái điều gì nó sẽ không còn xảy ra với cuộc đời bạn nữa, nếu như cái trạng thái cuộc sống hiện tại của bạn nó đang không như bạn mong muốn. Thì nếu bạn hành động và thay đổi nó đi thì bên này nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Điều gì sẽ không còn xảy ra nữa nếu bạn bắt đầu bắt tay vào hành động? Đối với những người bắt đầu bắt tay vào hành động để biến cơ hội trở thành hiện thực, thì bạn sẽ ghi cái tương lai của bạn đây. Điều gì xảy ra khi ta có nó? Nghĩa là điều gì xảy ra, cái kết quả, mục tiêu cuộc đời bạn, những cái điều tốt đẹp cuộc đời bạn nó sẽ xảy ra như thế nào nếu bạn bắt tay vào hành động và đạt được kết quả đó? Cái điều gì không xảy ra khi bạn có nó, khi ta có nó? Ta nghĩa là cái trạng thái mà thất vọng, stress, bức xúc hiện tại nó sẽ không còn xảy ra nữa nếu bạn hành động. Còn cái bên này nữa là điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có nó, nghĩa là bạn không hành động thì điều gì tiếp tục xảy ra? Sau khi các bạn trả lời nghiêm túc đến điều này thì một cái bức tranh về cuộc đời các bạn nó sẽ rất rõ ràng. Rằng nếu bạn hành động thì bạn sẽ đạt được điều gì, và nếu bạn không hành động thì cuộc đời bạn sẽ tiếp tục nó thất vọng như thế nào, nó sẽ tầm thường như thế nào. Và tôi mong muốn rằng khi bạn xem được video này, cái điều thứ nhất bạn làm là hãy đăng ký cái kênh video này. Bởi vì kênh video này tôi đang nguyện chia sẻ hết mình với các bạn những cái kiến thức để giúp bạn tốt lên 1% cho đến 5% mỗi ngày. Bạn đăng ký để những video tôi lên khi cập nhật là bạn đã có được ngay những cái kiến thức để bạn cần để phát triển bản thân bạn. Và thứ hai là bạn hãy chia sẻ cái kênh video này đến những người mà bạn quan tâm, đến người thân của bạn, đến bạn bè của bạn, đến nhân viên của bạn, đến những người mà đang tìm kiếm cái sự phát triển bản thân, đang tìm kiếm cái sự thay đổi để cải thiện mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Tôi là Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer thuộc Hiệp hội ABNP Hoa Kỳ. Rất mong muốn và rất hào hứng được chia sẻ với các bạn những cái kỹ năng để phát triển bản thân tột đỉnh với các bạn, góp phần giúp các bạn cải thiện mọi khía cạnh cuộc đời của các bạn.